Alaska, Mỹ. Ở đây giao dịch ít được coi là hợp pháp. Vườn của Eden có rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Những cô gái này ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Bị bắt cóc tới đây. Trước khi bị bắt cóc, bọn họ có thể là công chúa của một nước, hoặc có thể là công nhân ở thành phố lớn top 500 trên thế giới, hoặc có thể là cô chủ xinh đẹp điều hành một cửa tiệm nhỏ. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có một cách xưng hô, chính là gái điếm. Mỗi cô gái ở đây đều có một câu chuyện đau buồn riêng. Huyên Dê là một cô gái người Mỹ gốc Hàn. Nhà cô mở một tiệm hàng nhỏ, cuộc sống cũng khá khó khăn. Bố mẹ cô luôn nghĩ cách cho cô cuộc sống tốt nhất. Huyên Dê là một cô gái thông minh, hiện đang học kế toán tại Đại học Harvard. Lúc không phải đến trường, cô sẽ ở trong tiệm phụ giúp bố mẹ tính toán sổ sách hoặc là dọn dẹp nhà cửa. Người bố rất hiền lành, mỗi ngày ông đều đi đưa hàng, nhưng nếu nơi đó xa một chút, đều nhớ mua quà cho con gái. Lần này ông tặng cho Huyên Dê một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Vừa nhìn là biết viên kim cương đó là giả, nhưng Huyên Dê vẫn rất vui vẻ. Đồ vật mặc dù không đáng tiền, nhưng đây là tấm lòng của người bố. Cô gái 16 tuổi, rất tò mò về thế giới của người lớn. Bọn họ nói về con phố đèn đỏ. Huyên Dê cũng không ngoại lệ, hút thuốc uống rượu, cô đều học theo. Huyên Dê chưa từng nghĩ bản thân là cô không phải là cô gái tốt, chỉ là cô tò mò, thử một chút chắc không sao. Dưới sự giúp đỡ của cô bạn, Huyên Dê có được một chiếc chứng minh thư. Như vậy bọn họ có thể đi quán bar. Quán bar có rất nhiều người. Hai cô gái uống rượu trong góc, một người đàn ông đẹp trai mặc quân phục đang nhìn bọn họ chằm chằm. Điều này khiến hai cô gái rất ngại ngùng. Từ miệng của một ông lão, biết được anh ta tên là Jesse, là sĩ quan cao cấp trong quân đội. Jesse nhìn Huyên Dê, tỏ vẻ rất có hứng thú. Anh gật đầu cười với Huyên Dê. Dưới sự cổ vũ của cô bạn, ba người cùng ngồi một bàn. Vẻ ngoài đẹp trai của Jesse lại mang chút ngại ngùng, khiến Huyên Dê có ấn tượng tốt với anh ta. Hai người nói chuyện với nhau. Thân phận sĩ quan của Jesse khiến Huyên Dê có cảm giác an toàn. Huyên Dê cũng không phòng bị mà nói với Jesse, cô là trẻ vị thành niên, chứng minh thư vào quán bar là mượn được. Cô cứ tưởng mình đã gặp được Bạch Mã Hoàng tử trong mơ. Sau khi rời quán rượu, hai người còn chuẩn bị tìm quán ăn đêm. Chiếc xe dừng ở một trạm xe. Jesse gặp người quen, anh ta xuống xe nói chuyện. Huyên Dê một mình trên xe, bỗng nhiên cô thấy ở phía ghế sau xe có thứ đồ gì đó rất đáng nghi. Lật ra xem, đó là huy hiệu và đồng phục. Có lính cứu hỏa, có cảnh sát, tất nhiên có cả sĩ quan. Trong phút chốc, Huyên Dê hiểu ra tất cả. Anh ta là kẻ lừa đảo. Cô nhanh chóng xuống xe chạy trốn, nhưng một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô. Tới khi Huyên Dê tỉnh lại thì cô đã bị nhốt ở cốp sau xe, tay và chân đều bị trói, miệng cũng bị nhét rẻ dán băng dính. Cô cố gắng phát ra âm thanh nhưng không thể. Bên cạnh xe có một người đàn ông đang hút thuốc. Vì ngược sáng, Huyên Dê không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhìn thấy cổ tay hắn ta có một hình xăm rất đặc biệt. Sau đó cốp xe bị đóng lại. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô đang ở trong một chiếc xe kín mít. Trừ cô ra còn có vài cô gái khác, bọn họ bất tỉnh dựa vào nhau giống như cái xác không hồn. Tiểu ra xe cũng không động đậy. Chiếc xe chở hàng đi được mấy ngày, một ánh áng chiếu vào bên trong. Một người đàn ông đội mũ, mặc đồng phục. Đây là nhà kho rất lớn, bao gồm cả Huyên Dê và vài cô gái. Cố gắng vùng vẫy, nhưng bọn chúng đánh đập cô rất dã man. Bọn họ còn tiêm thuốc cho các cô gái, khiến bọn họ mất hết sức lực, ngay cả sức đứng lên cũng không có. Tay của cô còn có chiếc còng sắt. Trong khi ngủ, một chiếc răng của cô bị bẻ gãy. Nơi này gọi là vườn của Eden, thật ra là một cái nhà kho, đúng hơn là cái nhà tù. Trừ Huyên Dê, ở đây còn nhốt cả ngàn cô thiếu nữ. Bọn họ đều bị bắt cóc tới đây. Người đàn ông này tên là Bob, là ông chủ ở đây. Nếu cho ông ta ra ngoài, nói ông ta là thống đốc bang chắc cũng có người tin. Nhưng ai mà ngờ, ông ta lại là ông trùm ở nơi bẩn thỉu này, là một cao thủ tẩy não các cô gái. Để đề phòng các cô gái trầm cảm hoặc tự sát, ông ta sẽ cho mỗi cô gái nuôi một con vật, bình thường sẽ là mèo. Mỗi sáng, các cô gái sẽ được kéo ra ngoài để giáo dục tư tưởng. Người đàn ông trẻ này tên là Von, là ông chủ nhỏ ở Eden, chủ yếu phụ trách Huyên Dê và các cô gái mới tới. Trải qua vài tháng huấn luyện, các cô gái mặc đồ da, bị nhốt trong một cái lồng phía sau xe. Bọn họ tới nơi chụp ảnh quay phim. Rõ ràng, bọn họ không quay bộ phim đơn giản, mà là các loại phim người lớn, thậm chí là SM, và bị hành hạ dã man. Vườn của Eden là nơi kinh khủng như vậy, giữa đêm có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra. Nhưng kỳ lạ là rất ít cô gái lựa chọn tự sát, cũng không ai chạy trốn, nhưng khả năng chạy thoát là vô cùng thấp. Nếu như bị bắt lại, sẽ phải chịu những hình phạt khốc liệt. Tiếp khách là cơ hội duy nhất các cô gái được ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Huyên Dê tiếp khách, Von đưa cô đi. Sau khi nhận tiền của khách, Von sẽ đợi ở bên ngoài hít thở. Nhưng tình huống lần này có chút khó giải quyết. Huyên Dê dùng răng cắn thân dưới của đối phương, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Một người chạy phía trước, một người đuổi phía sau. Kết quả cũng giống như các cô gái muốn chạy trốn khác, cô bị tóm trở lại. Tiếp theo, cô sẽ phải chịu sự ngược đãi rất dã man. Đây chỉ là một trong những hình phạt của chúng. Cô bị treo ngược lên giá, bị dội nước đá vào người, 3 ngày không được ngủ. Tất
Tất nhiên đây chỉ là một trong biện pháp. Để cô nghe lời, hình phạt như vậy, cô còn phải trải qua 9 loại. Bọn họ không để cho Huynh Dê chết, mà sẽ nghĩ cách cho cô sống không bằng chết. Cứ như vậy, một năm trôi qua, Huynh Dê bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở vườn của Eden, cũng tìm được một vài người bạn. Người bạn này cùng tên với người bạn trước kia của cô, Honor, khiến Huynh Dê có cảm giác quen thuộc. Tất nhiên có những cô gái ở đây sống rất tốt, bọn họ tuân thủ các quy tắc ở đây, ra ngoài tiếp khách rất thành thục, trở về thì rất vui vẻ, không phản kháng cũng không bỏ trốn. Hơn một năm, Huynh Dê cũng không dám thử chạy trốn lần nữa. 10 hình phạt cô phải chịu đựng, đời này, đời sau cô cũng không muốn thử qua, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn. Cô trốn trong nhà vệ sinh tối tăm, bẻ gãy gót giày, đem nó giấu vào trong người. Tới tối mọi người ngủ say, Huynh Dê tỉnh lại, đem gót giày nhét vào cổ của Bella. Bella không chỉ là cô gái điếm, mà cô còn là kế toán bán thời gian cho Von, phụ trách việc ăn mặc của các cô gái, cùng điều phối với nhân viên. Điều này khiến cho Von rất tức giận. Nếu Huynh Dê không cho anh ta một lời giải thích thỏa đáng, cô sẽ phải chịu hình phạt sống không bằng chết. Tôi là sinh viên khoa kế toán đại học Harvard, quản lý nguồn nhân lực nhỏ. Nếu cho tôi làm Bella, tôi sẽ làm tốt hơn cô ta gấp chục lần. Mặc dù quá trình đàm phán gặp nhiều rủi ro, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích. Mặc dù Von không muốn nhận Huynh Dê, nhưng cái chết của Bella có thể thấy thu nhập của anh ta ngày càng giảm. Không có lựa chọn khác, Von chỉ có thể để Huynh Dê làm kế toán. Huynh Dê rất có năng lực, rất nhanh thu nhập của Von đã tăng gấp vài lần. Địa vị của Huynh Dê cũng có sự thay đổi, Von khách sáo với cô hơn. Cô ở vườn Eden có phòng riêng của mình, Huynh Dê còn bảo Von làm cho cô phòng làm việc riêng. Cô sẽ khiến thu nhập của anh ta tăng vài lần. Anh ta nghe theo, đuổi cô gái tức giận ra khỏi phòng. Lúc này Huynh Dê có phòng riêng của mình, cô rất có tâm, dùng kiến thức chuyên ngành của mình giúp Von kiếm tiền. Túi tiền của hắn ngày càng dày, khiến ông chủ Bốp chú ý tới, ông muốn gặp bọn họ. Đây là một mặt hồ bình yên. Trên chiếc thuyền, Bốp nhờ Huynh Dê giúp ông ta đốc thúc chuyện làm ăn vườn Eden. Von ở bên cạnh không nói gì, để Huynh Dê hiểu kết cấu của tổ chức, giúp tổ chức kiếm tiền. Von đưa cô tới thăm nhà các thành viên cốt lõi của tổ chức, tuyến trên và tuyến dưới. Hôm nay cô tới nhà một người đàn ông độc thân vạm vỡ, cô không cẩn thận làm bỏng tay mình. Lúc rửa nước, một đôi tay thò ra, trên cổ tay hắn có hình xăm con diều hâu. Cô nhận ra hắn chính là người năm đó bắt cóc cô. Trong phòng gã đàn ông, Huynh Dê còn nhìn thấy người bạn của cô Honor. Thì ra Honor cũng bị bắt cóc, chỉ khác là cô không bị đưa tới vườn của Eden, mà bị hắn nhốt trong nhà làm đồ chơi cho hắn. Hai người từ đó cũng không gặp lại nhau. Lần này gặp lại vui mừng ôm nhau. Biết được tình hình hiện tại của Huynh Dê, Honor khuyên cô nhanh chóng tìm cách trốn thoát, nhưng lại bị Huynh Dê bịt miệng lại. Nội dung nói chuyện của bọn họ bị Von lén nghe trộm được. Vì muốn giữ Huynh Dê ở lại, hắn đưa cô và một cô gái khác tới vùng cỏ hoang. Von đưa cho cô một khẩu súng, muốn cô giải quyết cô gái đó. Một khi giết người, Huynh Dê sẽ không có cuộc được cuộc sống bình thường nữa. Cô gái dưới đất cầu xin cô, bên tai là lời nói của Von, nếu cô không giết cô ta thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Huynh Dê không có lựa chọn khác, đau khổ bóp cò, cô gái ngã gục xuống đất. Nhìn cô gái đó, Von ôm lấy Huynh Dê. Huynh Dê là cây hái tiền của hắn, lúc này anh ta yên tâm rồi. Bởi vì sức ép của Bốp, Von vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn đã chuẩn bị rời khỏi tổ chức, lén đưa Huynh Dê đi lập nghiệp. Hắn tin chỉ cần có Huynh Dê bên cạnh, hắn nhất định sẽ thành công. Nhưng hắn ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, Bốp đã biết sự thật. Người mách chuyện chính là bạn thân của hắn, là một nhân vật phản diện. Bốp không chấp nhận việc Von phản bội mình, Von cũng vậy, không chấp nhận bị bạn bè phản bội. Sau khi trừng phạt gã bạn thân, Von đem xác hắn đốt thành đống tro, dùng quần áo đậy miệng thùng rác lại. Nghĩ về kế hoạch của mình vẫn chưa thể thực hiện được, bị bạn thân bán đứng, lại còn phải chịu sự truy sát của Bốp, Von rất đau đầu. Nhưng hắn vẫn dặn dò Huynh Dê tìm muốn cuốn hộ chiếu có hình ảnh giống cô. Hắn muốn đưa cô thoát khỏi vườn của Eden. Dựa vào thói quen của hắn, lúc hắn bức bối nhất định sẽ hút đi em. Huynh Dê lấy dụng cụ trên bàn, lắc thứ thuốc độc trong tay, sau đó bơm vào miệng bình. Quả nhiên hắn bắt đầu hít, chỉ là lần này hắn không cảm thấy sung sướng mà cảm thấy rất đau đớn. Huynh Dê kiếm cớ tiêm morphine cho hắn, nhưng thật ra là loại thuốc khiến con người ra tê liệt ngay lập tức. Loại thuốc này vốn dùng để đối phó với những cô gái điếm không nghe lời. Tới bên cạnh Von, cô dùng chiếc kìm cắt đi thiết bị theo dõi, sau đó đeo chiếc bao đựng tiền. Hắn chuẩn bị dùng để bỏ trốn. Cô tới nhà tên thổ phỉ đó, mượn cớ muốn xem các cô gái. Huynh Dê đưa tay ra phía sau, lấy ra ống thuốc đã chuẩn bị sẵn, sau đó cắm vào cổ của hắn ta. Trước mắt của hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, tại sao cô lại giết hắn, thì hắn đã chết đi. Lúc này Huynh Dê tìm thấy Honor trong phòng. Honor vui mừng phát khóc. Bọn họ cuối cùng thoát khỏi vườn của Eden, nơi đáng sợ hơn cả địa ngục. Dừng xe lại, Huynh Dê gọi điện cho người nhà, bên đó truyền tới giọng nói của mẹ. Cô chỉ nói một câu, mẹ, con sống rồi, nhưng con không thể trở về nữa. Câu chuyện...